các bạn xem là mình order bây giờ hàng nó về nữa rồi nè. Mỗi ngày luôn. Ông xã mình cứ nói là hả, ngày nào cũng có đồ gửi đến vậy, mua gì mà nhiều dữ vậy. Hi mọi người, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là mấy hôm nay là mình đã mua được những gì nha các bạn. Từ khi mà đi vào trong mall mua một số đồ ở trong mall rồi order trên mạng nữa. Từ ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là mình mua được những gì ha. Hai các bạn, bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem là mình mua được những gì nha. Thì mình mua được cái giỏ này các bạn, cái giỏ này mình mua 20 mấy 30 mấy đô gì đó. Thì mình mua trên trang web là của Swiss á. Mình mua cái này á để mình để đi đâu á mọi người. Bỏ trong cái giỏ này đi đâu mình đựng một ít đồ nó cũng tiện hơn. Cái này bữa mình đi mo mình xách cái giỏ này theo nè. Đó, mình có bỏ theo một cây son này với tiền đồ. Các bạn xem ở trong đây á, nó có một cái ngăn nhỏ nhỏ như thế này. Này receipt của mình. Có một cái ngăn nhỏ nhỏ với một cái ngăn không như thế này. Đó. Mẫu nhìn cũng khá là dễ thương. Hàng á thì là hàng fake đó các bạn. Nhưng mà quan trọng là mẫu đẹp là được các mọi người ha. Còn hàng fake, còn bây giờ mình chưa có khả năng, mình chưa mua hàng thiệt. Giờ mua đỡ hàng fake xài đỡ nha mọi người. À, rất là dễ thương. Mình thích cái mẫu này. Ở đây nó có cái túi nhỏ nữa, mình có thể đựng tiền xu nè. Đây đó. Đây nó có một ngăn, đóng nút lại, rồi ở đây nó có một ngăn đó, như thế này đó. Dễ thương. Ở Việt Nam mình thích mua mấy cái giỏ vuông vuông như vậy nè các bạn. Sạch nè, nó gọn. Và cái giỏ này mình cũng mua trên Swiss luôn. Thì cái giỏ này mình mua 95 đô. À, mình thích cái mẫu này vì nó có 2-3 ngăn các bạn. Hai bên ngăn này nó cũng rất là to. Và còn cái ngăn chính giữa này á, ngăn chính giữa này nó cũng bự nữa. Nè, ngăn chính giữa này nè, mình có thể đựng đồ rất là nhiều các bạn. Mình bỏ nhiều quá luôn á. Rồi đây là cái dây nè. Cái mẫu nó đẹp lắm. Đây, mọi người thấy không, mẫu nó đẹp. Nó thì không được như hàng xịn nhưng mà quan trọng là mình thích cái mẫu này cho nên mình mua. Với phần á, mình nghĩ một phần á, là bây giờ hiện tại bây giờ mình mới qua á, mình không có muốn mua hàng xịn xài tại vì nó tốn kém lắm, mà mình xài như vậy á, quan trọng là nó đáp ứng được cái nhu cầu mình sử dụng. Tại vì mình muốn mua cái túi cái bề ngang như thế này và to như thế này và có được nhiều ngăn như vậy để mình đi làm á, mình đựng theo đồ á, và khi mà đựng đồ như vậy á thì nó vừa. Và thứ hai nên là và thứ hai nữa là cái giỏ này nó đáp ứng được nhu cầu cho mình là mình xách được đồ đi, giống như là xách nó vừa vặn với mình, nó không quá, nó vừa vặn với mình. Và khi mình sử dụng á thì mình thấy nó giống như là nó thích vì cái mẫu mã và cái thời trang á, nhìn nó cũng đẹp các bạn ha. Này cho con nè, rồi đi đi, ngồi xuống chơi đi. Rồi khi mà mình mua như vậy á, để mình sử dụng cái nhu cầu thiết yếu mình thôi, chứ không có phải là mua để đi khe thiên hạ. Không phải là mua để đi khè thiên hạ, cho nên không cần phải nha, mua hàng xịn để khè đâu. Bữa nào mà có tiền hoặc là đi đám tiệc đồ nhiều thì mua hàng xịn xài, còn bây giờ thì không cần đâu. Đây, nhìn đẹp đã không? Mình thì lúc ở Việt Nam mình cũng hay mua kiến lắm. Kiến thời trang, nói chung là mấy mẫu kiến mà mới ra là mình hay mua lắm. Đó, mọi người thấy sao? Người thấy kiến này sao? Kiến à? Đó, em mua cái kiến này cũng ở trên Swiss luôn các bạn. Cái này mình mua thời trang thôi, để đi ra ngoài nắng nữa. Ngoài nắng mình che nắng được. Ví dụ mấy bữa mình đi farm mình quay, mình chụp hình với phim rồi đó. Thì mình có kiến này. Này đó, con đeo lên đi. Đeo lại. Đúng rồi, đeo lên. Đó, đeo lên cho cô chú coi coi đẹp trai không. Đó, con đeo lên. Đó. Không, con đeo lên đây nè, đeo lên kiến. Kiến đeo sao? Đeo đi, còn không đeo trả mẹ. Để mẹ đeo. Để mẹ đeo. Đeo đẹp hả? Con đeo không? Con đeo không? Đeo. À, cho con đeo nè. Đeo xuống. Rồi quay qua cho cô chú coi.
đó. Rồi à, anh khoái anh ngồi anh chơi. Đeo vô con mắt, đeo gắn lên mũi, gắn lên mũi đàng hoàng. Ờ đó, gắn lên mũi đàng hoàng. Đâu, đâu gắn lên mũi rồi. Ờ, đâu nhìn cô chú hai con chú rồi. Hai đôi cô chú rồi. Nhìn nè, nhìn vô máy, hello cô chú. Đúng rồi, đẹp, dạ con đẹp trai không? Đẹp trai. Rồi, đeo vô. Mẹ, coi em đi nè mẹ. Đeo vô, đeo lên mũi. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nha mọi người. À, ở này á, cái quần này là của Ráp các bạn. Nè, mình mua, bữa mình đi mall mình mua được 3 món. Nhưng mà mình mua chỉ được 3 món, nhưng mà hai món kia là một cái váy và một cái áo. Thì cái váy với cái áo đó mình mua một bộ. Nhưng mà do là cái váy đó mình mặc về á, tại vì nó sale còn đúng có một cái size thôi, là size X hả? Size X đó. Nhưng mà mình về mình mặc á thì cái vải dạng nó vải nó cứng quá các bạn. Cái mình mặc cái lưng nó hơi bị chật. Cho nên á khi mà mặc chật quá cái thì cái mẫu váy nó lại không đẹp. Cho nên bây giờ mình đã gửi bà chị mình đem đi return lại rồi. Nhưng mà nếu như có ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái chân váy rất là đẹp. Vải kaki mà nó có cái form dài ngang đầu gối vậy nè, có hai cái túi. Rồi ở trên lưng thì nó có dúng đẹp lắm. Lúc đó nó sale nhiêu ta? Cái chân váy đó 15 đồng các bạn, chân váy 15 đồng. Và cái áo á, cái áo thun á thì áo thun vải rất là mát, và áo thun đó thì nó không, hình như nó sale chỉ có 5 đồng thôi. Là cái áo thun đó là 15 đồng, 15 đồng cái áo, và cái quần 15 đồng là 30 đồng. Nhưng mà bây giờ mình mượn chị mình return rồi. Còn cái chân váy này á thì mình mua là nó 59 đồng. Là 59 đồng 99 đó các bạn. Cái giá của nó nè, còn cái giá trước khi giảm của nó nè là 79 đồng 95, mà nó giảm còn cái này là giá là 59 đồng 99, mà hôm bữa mình mua là nó giảm nữa là chỉ còn có 32 đồng, 32 hay 35 đồng gì đó, nó giảm 60% các bạn. Nè, cái váy, cái quần rất là đẹp các bạn. Nè, cái quần rất là đẹp. À, thấy không? Cái lưng nó cũng co giãn, nói chung là nó cái vải mặt mát lắm, mình thử rồi. Đẹp lắm các bạn. Nè, hàng của Ráp nè, 30 mấy đồng. Ráp giảm 60%. Còn mình không biết ở đâu 80% thì mình biết, bữa mình thấy ông anh đó, mình ổng mua 80% luôn các bạn. Cái này chất liệu vải đẹp quá. Mình đi hả, cả buổi mình lựa được có cái quần à. Còn mấy cái quần kia, mấy cái quần của mấy cái tiệm kia mình lựa mình cảm thấy nó không ưng ý, không có đẹp. Với hôm bữa mình cũng order trên mạng á, trên SMN á, hết một mớ đồ mà nó chưa có về hết. Đây nè, cái này mình cũng mua trên SMN nè các bạn. Cái này mình mua trên SMN gửi về nè các bạn. Mà bữa mình mua mình sợ mình mặc nó rộng, nó chật á. Cái mình mua size M. Mua size M thì cái này đối với mình thì nó hơi bự. À. Nè các bạn xem nè. Rất là to luôn. Con đeo ngược rồi, con quay lại. Đây vậy nè. Đó. Rồi, đây vô. Thì cái áo này mình mua nó size nó hơi bự các bạn. Như thế này. Đây, nếu như mình mặc á là nó như thế này đây, đó mình mặc như thế này. Đó. Tại vì mình muốn á là cái mùa đông á các bạn. Mùa đông mình mặc cái những cái mẫu áo này để cho nó giữ ấm. Nè, áo lông trù nè, đây các bạn thấy không? Nó rất là ấm luôn. Cái loại này á, mình mặc mùa đông rất là ấm. À, cái áo này á, thì 17 đồng giảm còn 9 đồng các bạn. Mình mua cho mình hai màu các bạn. Một màu trắng với một màu nâu. Đây nè. Đó. Nhưng mà cái kiểu này á, thì mình mặc rộng ok. Tại vì á mình mặc nó rộng rãi á, thì khi mà mùa đông á mình làm công việc rồi cũng dễ chịu. Đối với cái kiểu này á thì mình mặc rộng, cho nên á mình không có đem return lại. Còn hôm bữa trước mình mua một, cũng order trên đây luôn, mà một cái áo len màu đỏ nó bự lắm, nó bự hơn cái này. Mình đặt size M á, size M là to.
Ồ, sai đó. Các bạn nhìn đẹp không? Rất là ấm luôn. Đây cũng 9 đồng các bạn. Ướt áo. Lần sau mình biết áo, áo để xuống, cho bạn. À, lần sau mình biết mình đặt hàng của H&M mình đặt size L thôi. À, chứ đặt size M thì hơi to. Con này là của C nè. Là cái hiệu này các bạn. Mình đặt trên cái trang web này nè. Thì mình đặt khá là nhiều. Để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 món, 9 món tất cả. Nhưng mà còn nữa, trên cái hãng này mình còn order nữa. Để nó, lần sau nó về thêm thì mình quay cho các bạn xem. Còn cái này thì mình mua của H&M luôn các bạn. Mình order luôn. Xích ra con, xích ra. Ồ, áo đẹp. Áo đẹp. À, đó, cái áo này. Áo. Áo đẹp. À, áo này mình mua hình như 5 đồng. Áo này mình mua 5 đồng các bạn. Nè, ở trên bả vai nó có 3 cái nút. Áo thì áo cổ lọ. Mà cái loại vải này mặc rất là mát không mọi người. Loại vải này dạng là thun. Các bạn coi nè. Nè, thấy không? Mọi người thấy không? Ừ, thun mát lắm luôn. Mình mua có 5 đồng cái áo này. Nè. Đẹp ha, mặc rời vô mắt lạnh nè các bạn. Đó, cái này là 3 món này là mình order trên mạng ha. Mà return hết một món rồi. Hôm bữa tại đi return mà mới mua thêm cái quần với hai cái váy kia, tốn hết mấy chục đồng. Cái áo áo mà bữa mình return đó, áo thun áo len đó đó là cái áo đó tới 16 đồng, giảm giá rồi là còn 16 đồng mà lúc mà chưa giảm giá. Qua đây con. Đây luôn. À, lúc mà chưa giảm giá là mình mua là giá là 39 hay 40 bốn mấy đồng gì đó mà giảm giá rồi là còn 16 đồng. Rồi cái này là cái nguyên bộ nè. Mình mua nguyên bộ nè các bạn. Con xích ra hay gì? Cái này là cái quần. Đó các bạn thấy không? Quần. Quần mặt thì nó cao lên đây nè các bạn. Rồi á, còn cái áo nè. Áo thật. Áo không? Để mình cầm lên cho các bạn xem nha. Để mình cầm lên cho các bạn xem rồi xem các bạn đoán thử cái này bao nhiêu tiền nha. Chị. Nè, đó thấy chưa? Chị. Okay. Chị đi. Bingo. Nè, mọi người thấy không? Đó, dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương quá. Cái này đố các bạn mình mua nhiều. Cái này nguyên một bộ này mình mua có 7 đồng. 7 đồng một bộ này. 9 đồng hay 7 đồng gì đó, 9 đồng. Hình như là 9 đồng một bộ này. Đó. Đó, các bạn thấy dễ thương không ạ? Cái quần này dạng kate hay gì mát lắm. Mình vẫn chưa ủi luôn nè. Hôm qua mình đem ra mình thử rồi, nhưng mà tính ủi lên mặc thử cho các bạn xem, nhưng mà thôi. Thôi kệ đi, để khui đi trong bịch cho các bạn xem đi, cho các bạn cảm thấy nó thích thú hơn là mình lấy từ trong cái hàng xào treo ra, đúng không người? Tại mình cũng vậy, mình cũng thích cái kiểu mà cứ khui trong cái bịch như thế này là cảm giác nó thích hơn là treo lên. Đây, cái này là cái váy các bạn. Hôm qua mình cũng thử cái váy này rồi mà dễ thương lắm. Đây là một cái dòng váy. Để mình thử cái mẫu váy này. Để mình thử cái váy này cho các bạn xem ha. Đây các bạn. Đó, cái áo nè. Cái này là cái bộ Zoom. Các bạn coi nè. Có sợi dây nịt. Đó. Ở trên này. Đó. Cái này mà mình ủi ra mình mặc rất là đẹp. Xích ra con, xích ra. À. Con xích ra để cô chú coi. Mọi người ha. Dễ thương cực kỳ. Cái này bộ này mình mặc đi làm cũng đẹp lắm mọi người. Vậy. Đó. Thấy không? Dễ thương. Quá dễ thương luôn. Cái bộ này mình mua 10 đồng. 10 đồng hay 9 đồng gì đó. Áo đẹp, đúng rồi, áo đẹp. Mình nhớ là mình mua cái đồng này hình như 10 đồng hay 7 đồng gì đó. Rẻ hả các bạn?
Tại vì cái máy điện thoại mình đang quay cho các bạn xem, cho nên mình không có check cái giá được. Có gì mình sẽ để cái giá ở trên cái màn hình đó các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ thử, sẵn thử ở đây, thử hết cho mọi người xem luôn ha. Thì ở đây nè, ở đây là cái áo này. Áo này mình mua là 6 đồng hay sao á. À, áo nè, dễ thương chưa? Đó. Bây giờ cái áo này mình để coi. Mình có order thêm một mớ đồ nữa. À, bây giờ mình phải thử cái áo. Với cái quần yếm này nha các bạn. Nè, mình mua cái quần yếm này á là 10 đồng hay 15 đồng nữa. Để có. Nó giảm giá còn 10 hay 15 đồng các bạn. Ai giá? Để mình để giá ở trên cho các bạn xem ha. Nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử cái chân váy này với cái áo này nha mọi người. Ha. Ồ, đau chứ. Nè các bạn. Mọi người. Cái quần này á mình mua đáng đi ra, nếu như đối với mình á thì mình mặc size X. Size X thôi. Size lạc thôi. Cái quần này nè mình mua đáng lý ra là mình mua size X hoặc là size lạc thôi. Size X thôi các bạn, nhưng mà do là cái lúc mình mua mình sợ là mình bị sợ giống như là cái hãng đó mình không có biết cái size của nó, mình mua size M. Con nhảy đi. Size M tại vì mình mua dạng mà mua cho nó thà nó rộng hơn là nó chật các bạn. Cho nên bây giờ cái mẫu này thì nó hơi rộng so với mình, nhưng mà nó rất là dễ chịu và thoải mái các bạn. Nè. Chân váy nè. Bên đây là có cái dây kéo nè, kéo nè, túi nè, có hai cái túi. Túi ha. Và đây, ở phía sau này cũng có túi nè. Xích ra con lên đây ngồi cho mẹ, lên. Rồi. Đây là có hai cái túi nữa nè quý ha. Rồi, mẫu yếm. Đây cũng có túi nè. May rất là đẹp, cái đường may rất là đẹp. Đó. À, hình như mình nhớ là mấy chục á, ba mấy 40 đồng á, giảm còn mười mấy đồng. Đeo. Mọi người thấy đẹp không? Đeo chí. Đeo chí. Kiến con đâu? Nè. Đó, bây giờ mặc như vậy để cho thấy cái áo. Đâu mọi người thấy không? Thôi bây giờ mình sẽ thử cái chung với cái quần này luôn ha mọi người. Đó. Bây giờ mình thử cái quần này luôn mọi người. Nè mình thử cái quần nè các bạn đó, để quay xích xuống cho các bạn xem cái quần nha. Nè nè đó mọi người thấy không? Dạ dạ xe. Con leo lên đây con ngồi đây nè, kiến của con nè. Rồi các bạn xem cái mẫu quần nè đó, thấy chưa? Túi mặc cái này là mình mua size sang L. Mình nhớ là mình mua size L size X đó. Size X là nhỏ nhất đó. Ở đây nè, quên nữa, đây nè. Số 00. Số 0. Số 025 nữa các bạn. Đó. Cái này số 025. Trời ơi, mặc nó thoải mái lắm luôn á, chứ không phải là bó lắm đâu các bạn. Chứ nếu như mình mua size nhỏ hơn cũng được đó. Cái giải này nó giãn, mình mua size nhỏ hơn cũng ok các bạn. Mặc chiếc áo này cũng đẹp không mọi người ha. Coi hình gì đẹp kiến nha. Hình gì đẹp kiến mắc cười quá hình gì vậy. Bây giờ mà là mình khui chiếc cho bạn xem nha. Hello sao? Hello hả? Con đeo ngược rồi. Con quay lại. Quay lại gì nè. Đó. Rồi hello cô chú đây. Hello. Anh gì có kiến đẹp mà cô chú ơi. Rồi cái đây là cái áo này hồi nãy mình cho các bạn xem, anh chúc mình sẽ cũng sẽ thử cái áo này luôn cho các bạn xem với cái mẫu này nữa. Cái này là áo thun này, áo thun đó. Rồi mình thử cái áo này cho các bạn xem nha. Cái áo len này cho bạn xem nha. Nè mọi người, cái áo đen nè, áo đen nãy mình nói cho các bạn nghe đó. Nè, vải rất là mát luôn các bạn, nhìn nè, thấy không? Khi mình mặc á, mình sẽ kéo tay áo lên như thế này, đúng không?
đó. Hoặc là mặc như thế này các bạn, đó, mặc như thế này, mọi người thấy không? Đó, rồi đeo cọng dây nịt vô đây, đó, hết sảy, đó, dễ thương các bạn nha, nè, quá tuyệt vời. Nào mọi người, cái áo này á, cái áo này là mình mua là mà mình muốn mặc như thế này nè các bạn, cái kiểu mặc rộng rãi như thế này nè, đó. Khi mình làm á, khi mình làm công việc á, nó cũng dễ chịu, đặc biệt là mùa áo đông, đặc biệt là mùa đông các bạn. Áo xít hả? Áo ok, áo xít. Đó mọi người thấy không? Trời mặt nó ấm lắm luôn các bạn ơi. Nè, thấy không? Thấy thường không? Xích ra, mẹ đạp bây giờ. Thấy không? Rồi, giờ thử tới cái áo này nha. Đây các bạn, cái áo đó. Cái gì? Thấy thường không? À, con cũng làm vậy hả? Con đây ngồi với mẹ đi. Đó, đó. Đó rồi, đó, làm kiểu đi. Đó. Còn nếu như muốn đẹp, bỏ áo vô thùng. Đó, con áo này dễ thương các bạn hả? Coi nào. Đẹp ghê. Mặt nó rất là mát luôn. Cái này mình mua size nhỏ hơn chút cũng được. Mua size nhỏ hơn chút thì cái dây nó sẽ xích vô đây. Dây sẽ xích vô đây tại vì cái dải này nó rất là giãn. Nào mọi người thấy không? Dải nó giãn lắm luôn á, đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ thử tiếp một áo nữa. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái áo của Shit nha. Đây nè, cái áo này nha. Đây các bạn, xong rồi các bạn. Đó, cái áo này thì nó như thế này đây. Cái tay tay hơi dài nha. Tay này ở Việt Nam mà chạy xe kéo xuống gì à, khỏi phải đeo bao tay luôn á. Kéo lên cái này đó, mình mặc mình kéo lên như vậy mọi người. Dễ thương không? Cái này là dạng mà trễ dài nha các bạn, rất là trời ơi, bữa tôi đi phi, tôi bắt ốc mà tới bữa nay vẫn còn đang là mọi người. Đẹp ha mọi người ha. Xoay vòng vòng này. Đó, xoay vòng cho các bạn xem. Không? Gì? Là mẫu thời trang. Gì? Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm một áo nữa nha mọi người. Rồi các bạn, đây nè. Cái áo tiếp theo. Cái áo này á, ở trong cái hình á, là nó chỉ khoét một lỗ chỗ này thôi và ở phía sau. Nhưng mà một dạng mà nó khoét ở đây một lỗ gì nè, rồi phía sau nó thẳng qua đây luôn. Thẳng từ đây qua đây luôn. Nhưng mà mình không biết sao cái mẫu này nó hơi khác chút xíu. Lòi hết nguyên cái vai này luôn. Nhưng mà cũng đẹp, không có cái nỗi là quá xấu. Dễ thương các bạn ha. Đó, các bạn xem đó, nếu như mình mặc cái áo, một là bỏ ra ngoài, hai là bỏ vô như thế này cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ thử thêm một cái nữa nha, để coi còn cái nào nữa không. Cái này là cái cuối cùng rồi. À đây còn cái bộ này nãy mình vẫn chưa thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ thử cái áo này xong rồi thử cái bộ này luôn các bạn ha. Các bạn ơi, cái mẫu này á, mình mua cái size nó hơi to hơn so với mình các bạn. Đá mới ra là cái mẫu này nó phải sát vô gì nữa. Nó phải sát vô như thế này, đó. Như thế này, đó. Thì mình mặc á, nó mới, ví dụ như nó có rớt dai thì nó chỉ rớt khoảng tầm này thôi. Đúng không? Đó, nó chỉ rớt khoảng tầm này thôi. Nhưng mà mình mua cái size nó hơi to hơn so với mình nữa các bạn. Cái mạc nó chích nữa quá nè đó. Nếu như mà mặc luôn á
cái phần bên đây thì ok nữa các bạn, một phần bên đây nó dư nhiều lắm luôn. Mình nếu như mình mua size nhỏ hơn khoảng tầm này, khoảng này thì mình mặc vừa, con này nó hơi bự, mà cái hàng này mình không thấy để return các bạn, mình không biết là return ở đâu luôn á, cho nên thôi kệ đi. Bây giờ cái áo này là mình rất là thích và mình mua thẳng luôn, mình không có mua giảm giá nha các bạn. Áo này áo mua không giảm giá nha mọi người. Áo này mình mua mười mấy đồng mà không giảm giá mọi người. Hơi rộng so với mình. Cái này nếu muốn mặc thì phải sửa lại. Cái này muốn mặc phải sửa lại. Không biết tôi mặc đúng không, sai không biết nữa. Không ngồi đây. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi thử cái bộ đồ này nữa nha mọi người. Cái gì? Chiếc hả? À. Rồi lấy kiến này. Đó các bạn, đây là bộ đồ mà nãy mình cho các bạn xem. Đó, nhìn dễ thương ha. Này nó không có túi. Mẫu quần này nó may hơi rộng gì đó mọi người. Mặt nó dễ chịu, đứng lên và xuống dễ chịu. Thương không? Ở phía sau nè. Đây, phía trước nè. Đó, thấy không? Có mấy đồng à? Nguyên bộ. Quá dễ thương luôn. Đi uống cà phê, trà sữa đồ cũng được các bạn ha. Nè. Ôi mặt mát dễ sợ quá. Chậu. Rồi xong, mình đã thử xong một cái đống đồ các bạn. Bây giờ thể chờ top hàng sau nữa để xem coi có hàng nó như thế nào, mà mình sẽ thử cho bạn xem nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye. Mọi người, đây mình còn một món, đây là món trang sức để mình đeo đi kèm với những bộ đồ, ví dụ như những bộ đồ mà mình mặc mà nó đơn giản quá đó các bạn, hoặc là nó đen quá, ví dụ như cái áo này đi. Ví dụ như cái áo này đi ha, để mình chồng thử cho các bạn xem ha. Đây đưa mẹ mày tháo ra. Tháo. Rồi đưa mẹ coi. Đây các bạn, ví dụ như bây giờ mình mặc cái áo đơn giản như thế này đúng không? Buông. Thì mình sẽ có những cái mình mua cái phụ kiện này để mình đeo vào. Hồi lúc ở Việt Nam á, mình hay mua phụ kiện để mặc đồ lắm. Nhưng mà từ khi qua đây cái tiết kiệm, không có mua đồ á, cho nên không có mua những cái trang sức này. Đó các bạn thấy không? Mặc lên nhìn đẹp liền ha. Đó, nhìn nó có cái điểm nhấn nè, cái mẫu này dễ thương. Người thấy không? Đẹp. Mình lựa trang sức cũng hơi khó, cho nên mình kiếm mua không có được. Còn bữa nay mình thấy cái mẫu này dễ thương, đẹp, cho nên mua đó để làm vật trang trí cho những cái bộ cánh mà giống như là nó đen quá như thế này. Tại mình á thì mình đồ của mình đó là tông đen nhiều lắm. Mấy cái màu của mình mua giống như mấy cái này nè, đen nhiều quá, mình phải có một cái gì đó trang trí vào cho nhìn nó có cái điểm nhấn mọi người. Rồi. Các bạn hãy thử comment cho mọi người mình biết xem mà các bạn thích những cái món nào ở trong cái video này nhé. Và nếu các bạn thích kênh của mình thì đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình với nhé. Nếu như ai vẫn chưa có đăng ký và lần đầu tiên xem video thì ủng hộ mình một like, một subscribe. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye. Thấy cái gì đó hình đi? Thấy cái gì của mẹ vậy? Sách vở của mẹ hả? Kiến đó hả? Quải vỏ vô cho mẹ coi, quải lên. Cái vỏ nào quải lên. Quải cái vỏ lên không có cầm gì. Nè quải lên. Được. Rồi đeo kiến vô coi. Đeo kiến vô. Trời ơi, đẹp trai quá, sửa lại sửa cái kiến này cho nó ngay. Sửa kiến nè. Rồi, đó, chấm lạnh lên. Chấm lạnh. Cái tay chấm lên. Chấm lên heo. Chấm lên đây. Nè, cái tay chấm lạnh lên. Đây này. Đi trên mua xe. Đi trên mua xe hả?
Dạ rồi chứ. Ừ? Dạ chứ. Đi đâu? Dạ chứ. Dạ dạ chứ. Đi hết rồi, nhà đi hết rồi, có ai nhà đâu. Nhà nhà hết rồi. Ừ, rồi đeo kiến cho đi, đeo kiến cho chơi đi. Dạ chứ. Dạ chứ. À, không đi được. Đi. À. Đeo kiến đẹp trai quá ta. Đi. Sửa lại, sửa cái kiến này cho nghe ngắn rồi. Chứ. Rồi. Đi. Mẹ đi vô soạn đồ nè, mẹ đi vô trong soạn đồ nè, con chơi đi nha. Soạn đồ. Soạn đồ đúng rồi, đẹp trai quá. Soạn đồ. Đúng rồi, soạn đồ. Soạn đồ. Ừ. Gớt cái vỏ, cầm vỏ lên. Quải lên, ờ ừ, quải lên. Gớt bể. Gớt bể, ờ ừ, gớt bể hư đồ của mẹ đó. Yeah. Ừ, mẹ la đó.